Sáng ngày 3 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay thế Đại tướng Lương Cường, người được chuyển sang giữ chức Thường trực Ban Bí Thư. Ông Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966, quê quán tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Năm 2016, ông được phong cấp tướng khi đang là chính ủy quân khu 2, đến tháng 1 năm 2022 được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 1 năm 2021, ông Trịnh Văn Quyết trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 4 năm 2021, ông được giao nhiệm vụ là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 2022, ông được thăng quân hàm thượng tướng. Theo sơ đồ tổ chức của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị là cơ quan chỉ dưới Bộ Quốc phòng ngang cấp với Bộ Tổng tham mưu và đứng trên các tổng cục khác. Sáng ngày 23 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch Tân Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo cán bộ người lao động văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Tô Lâm nói, được ban chấp hành trung ương bộ chính trị đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ chủ tịch nước tôi mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương địa phương đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng chủ tịch nước. Ông cho rằng chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đã thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp. Kết quả đó đã góp phần quan trọng phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng trình đốn đảng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền đất nước, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Để nối tiếp những thành tựu đó và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, Chủ tịch nước cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược như văn phòng Chủ tịch nước. Mỗi cán bộ công chức của văn phòng phải đóng góp bằng trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán, sáng tạo chủ động. Chủ tịch nước tin tưởng văn phòng chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, chủ tịch nước cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dài công tác ở lực lượng Công an nhân dân. Chủ tịch nước Tô Lâm, năm nay 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11-12-13, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12-13, đại biểu Quốc hội 2 khóa 14-15. Ông có nhiều năm gắn bó với Bộ Công an, trải qua nhiều cương vị như Tổng cục trưởng An ninh 1, Thứ trưởng Công an, Bộ trưởng Công an từ tháng 4 năm 2016. Ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 23 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm sự đón tiếp trọng thị thân tình của Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo cán bộ nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước chủ tịch nước tô lâm khẳng định trong mọi thời điểm chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đều đã rất nỗ lực để thực hiện đầy đủ hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp kết quả công tác qua các nhiệm kỳ của chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc Đồng thời, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước vui mừng được biết mặc dù mới được tái thành lập cách đây hơn 30 năm, nhưng thực tế văn phòng chủ tịch nước đã có bề dày trên 75 năm xây dựng và trưởng thành, đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng nhà nước. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng nhà nước mà trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các ban bộ ngành địa phương và sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, văn phòng Chủ tịch nước ngày càng phát triển về mọi mặt. Kết quả nổi bật là đã chủ động tổ chức có hiệu quả công tác tham mưu phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước toàn diện trên các lĩnh vực đối nội đối ngoại, kiểm tra đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai kịp thời chú đáo các cuộc đón tiếp khách các chuyến công tác làm việc trong và ngoài nước của chủ tịch nước và phó chủ tịch nước sự phối hợp giữa văn phòng chủ tịch nước với các ban bộ ngành địa phương có liên quan nhất là với văn phòng trung ương đảng văn phòng tổng bí thư văn phòng chính phủ văn phòng quốc hội ngày càng chặt chẽ đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực Chủ tịch nước nhấn mạnh sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để nối tiếp những thành tựu vẻ vang đó và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Chủ tịch nước cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước là rất quan trọng. Điều đó đòi hỏi văn phòng chủ tịch nước phải không ngừng tích cực đóng góp bằng trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán, sáng tạo, chủ động của mỗi cán bộ công chức. Cùng với đó là luôn quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực nắm bắt, phân tích, tổng hợp thông tin tình hình trong nước và quốc tế để tham mưu phục vụ chủ tịch nước, phó chủ tịch nước đạt hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất nhắc lại phát biểu tuyên thệ và nhậm chức trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước chủ tịch nước khẳng định nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng của đảng hết lòng phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân kế tục xứng đáng các thế hệ cha anh phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp và mọi nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân đã giao phó chủ tịch nước tô lâm nói được ban chấp hành trung ương bộ chính trị đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ chủ tịch nước tôi mong muốn là luôn luôn nhận được sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các cơ quan trung ương địa phương đặc biệt là vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng chủ tịch nước Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn và tin tưởng văn phòng chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua những khó khăn thách thức, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ giúp đỡ phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thời gian dài công tác trong lực lượng công an. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ nhân viên văn phòng chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ vị trí được phân công, đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Phai một lãnh đạo các nước Nhân dịp đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng. Theo đó, Tổng bí thư, Chủ tịch Lào Thông Luân Si Su Thít bày tỏ rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng, điều đó thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho ông Tô Lâm. Ông Thông Luân Si Su khẳng định, rất vui mừng khi được làm việc với Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam ngày càng tốt đẹp và đơm hoa kết trái. Đồng thời, ông tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực và kinh nghiệm phong phú đã được tích lũy trong nhiều năm trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau. Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo đất nước và nhân dân tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước tin ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Sự kiện mở ra chương mới cho quan hệ hai đảng hai nước, đồng thời vui mừng nhận thấy các bộ ngành địa phương hai nước đang đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam đã được tiến triển tích cực. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, hết sức coi trọng quan hệ Trung Việt, sẵn sàng cùng chủ tịch nước Tô Lâm duy trì trao đổi chiến lược, dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng tương lai Trung Việt đi vào chiều sâu, thiết thực, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng gửi lời chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, chúc chủ tịch nước Tô Lâm đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới cũng bày tỏ vui mừng và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm, quốc vương Campuchia Norodom Sisamoni tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ giành được thành công to lớn, có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương bày tỏ hy vọng quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi, tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tốt đẹp hơn nữa. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 5 Nhận tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 472 trên 473 đại biểu Quốc hội, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội, đã tán thành thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, 465 trên 465 đại biểu Quốc hội, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Đại tướng Tô Lâm.